và với màn xuất hiện trong phần thi đầu tiên thật là ấn tượng và duyên dáng. Tôi tin chắc rằng ngày hôm nay các cô sẽ có một ngày thi thật thành công và rực rỡ. Kính thưa quý vị, ngay sau đây xin kính mời quý vị hãy cùng thưởng thức tiếng hát của cô giáo Lê Thị Nga, trường Mầm non Minh Khai. Vâng, qua một bài hát với tựa đề Ngồi tựa mạn thuyền, xin kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
thì xin được trân trọng cảm ơn những tiết mục văn nghệ do các nhà trường đã gửi tặng cho chương trình. Và sau đây chúng ta sẽ bước sang phần thi thứ hai, phần thi năng khiếu. Và để mở đầu cho phần thi năng khiếu, xin mời quý vị cùng thưởng thức màn trình diễn vô cùng sôi động, bước nhảy tuyệt vời của cô giáo Nguyễn Thị Tố Uyên, số báo danh 01, đến từ trường mầm non Minh Khai, qua điệu nhảy flamenco. Everybody in the world likes sugar latte. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It makes you mad. But we don't care about that. Now come on. Who does care? Mama, she say roly poly. Papa, he say holy moly. Everybody want a chocolate. Choco. All the girls want candy, candy. All the boys get ready, ready. Everybody want a chocolate. Come on. Choco. Choco. Clap, clap. Everybody say a chocolate. Here we go. Choco. Clap, clap. Choco. Clap. Everybody say a chocolate. Vâng, xin được cảm ơn tiết mục vô cùng sôi động và quyến rũ vừa rồi của cô giáo Nguyễn Thị Tố Uyên đến từ trường mầm non Minh Khai. Và phải thú thật rằng là xem cô biểu diễn, tôi đã không còn giữ được cảm xúc của mình nữa và đã buộc phải nhảy theo từng bước nhảy của cô. Và tôi thì nhảy rất vụng nên có vô tình dẫm phải chân một vài người sau cánh gà. Vâng, thưa quý vị, nhắc tới nghề mầm non, đa phần mọi người đều nhận định về các cô giáo đa tài với bốn chữ cầm kỳ thi họa. Đó hẳn là một sự khen ngợi, bởi những tài lẻ phần lớn là do bản thân mỗi giáo viên các cô tự mày mò học hỏi rèn luyện mà nên. Và tôi đang muốn nhắc tới một cô giáo đa tài như vậy. Tại cuộc thi ngày hôm nay, với năng khiếu nổi trội là múa kết hợp với bình thư pháp, cô muốn bày tỏ niềm tự hào khi là một thí sinh đại diện cho mái trường mầm non Việt Bun thân yêu, cũng như mang đến một thông điệp cổ động cho hội thi cô giáo tài năng duyên dáng. Vâng, xin giới thiệu tiết mục dự thi của cô giáo Nguyễn Phương Chi, số danh 02, đến từ trường mầm non Việt Bun. Thank you.
Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để cảm ơn tiết mục vô cùng tuyệt vời của cô giáo Nguyễn Phương Chi đến từ trường Mầm Non Việt Bùn. Kính thưa quý vị, lúng liếng là lúng liếng ơi, miệng cười lúng liếng có đôi đồng tiền, tôi với người muốn kết nhân duyên, phú đi tìm quý, bạn tiền chơi bời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức giọng hát tuyệt vời của cô giáo Nguyễn Thị Thúy, số báo danh 06, đến từ trường tiểu học Ngô Quyền, qua bài hát Lúng Liếng, dân ca quan họ Bắc Ninh. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you.
Vâng, xin được chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Thúy, trường Tiểu học Ngô Quyền đã vừa hoàn thành xong phần dự thi của mình. Xin được cảm ơn cô đã mang không khí của hội Lim đến hội thi ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngoài nhiệt huyết trong công việc giảng dạy, cô giáo Bùi Diệu Thường, số danh 04, đến từ trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự, còn có một đam mê với một bộ môn nghệ thuật, đó là khiêu vũ. Đến với hội thi hôm nay, cô muốn gửi tới một thông điệp: hãy yêu quý và trân trọng những gì mà cuộc sống ban cho chúng ta. Cô tấm dịu dàng, cô tấm nhân hậu đảm đang, cô tấm giàu vị tha và cô tấm cũng vô cùng quả cảm và quyết liệt khi đấu tranh với cái ác, cái xấu để giành lại hạnh phúc, sự công bằng. Nhưng hơn hết, cô tấm bước ra từ chuyện cổ tích đem đến cho chúng ta một niềm tin về một xã hội công bằng, về sự chiến thắng của cái thiện và lẽ phải. Từ câu chuyện tấm cám mang đầy ý nghĩa nhân văn, từ hình ảnh cô tấm, người phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang và đầy quả cảm, cô giáo Bùi Diệu Thường đã có một ý tưởng sáng tạo với màn trình diễn, với mong muốn thể hiện tình cảm và sự ngưỡng mộ, cũng như thể hiện vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong nhịp sống hiện đại ngày nay. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị chúng ta cùng đón xem phần dự thi của cô giáo Bùi Diệu Thường đến từ trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự. Hoàng tử cái lượm được một chiếc búp bê màu hường, nghe nói có đính kim sa kim tuyến sáng chiếu lấp lánh, cái gì chiếu chiếu là hoàng tử chịu, con mẹ nào đánh rơi á, ấy lộ mỹ nữ nào đánh rơi á thì mau mau lập tức lời thứ dài để sánh bước cùng hoàng tử đến ai nghe chưa. Chị hiểu được chị chích liền hả? Ngoài này, đang thử dậy. Đúng là chuyện tào lao. Thôi, đi vào đi, để đó cho chị.
Kính thưa quý vị, ngày xuân có vợ đi chơi, một già một trẻ, cuộc đời thênh thang, ra đường gặp phải con quan, toan bề gạo gái, ông xoay trẹo giò, đêm về cụ ngáy o o, sớm ra cụ lại chăm lo vợ hiền. Đó là nội dung của trích đoàn tuồng Ông già cõng vợ trẻ đi xem hội mà quý vị sẽ được thưởng thức ngay sau đây qua phần trình diễn của cô giáo Nguyễn Thị Luyến, số bậc danh 10, đến từ trường mầm non Lạc Trung. Chào mừng chị em ơi, chị em ơi, chào mừng chị em ơi, chào mừng chị em ơi, chào mừng chị em ơi. Phải duyên ý thì cậu bé cậu bé cậu bầu cậu chơi cậu sao cậu quên bài sao?
là mỡ 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 mũi thật. Thằng người này là ông cụ. Ông cụ. Mà anh cụ. Mà anh cụ. Cụ có biết cậu cậu đây là ai không? Có biết cậu đây là ai không hả? Ê, cậu là ai? Cậu ơi, cậu xưng danh lên cho ông cụ sợ toát mồ hôi hột luôn. Hồi luôn vâng. Thế thì anh cũng nghe đây này. Nghe đây này. Cậu là con qua thiên hộ trong phủ chúa. Tên gọi là công tử. Cả lắm. Cậu có lắm. Này, cậu vào từ cả lắp ơi. Cậu bảo cậu là con quan thiên hồ trong phủ. Ừ, phải rồi. Vậy thì cậu phải ăn nói cho tử tế, gương thượng chứ. Cậu có sao không cậu? Đâu mày? Ôi da. Phủ đi cái ghê quá. Ghê quá. Thật là vô cùng tuyệt vời đúng không thưa quý vị? Từ trước đến giờ tôi chỉ xem tuồng qua truyền hình thôi và hôm nay là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến loại hình nghệ thuật sân khấu tuồng ở trên sân khấu. Và còn tuyệt vời hơn nữa là ngày hôm nay lại còn được thể hiện bởi chính những cô giáo tài năng duyên dáng của chúng ta. Và thưa quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa để cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Luyến, trường mầm non Lạc Trung. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình sẽ là phần dự thi của cô giáo mang số danh 03 đến từ trường đại học Lê Ngọc Hân. Xin giới thiệu cô giáo Phạm Thị Hoàng Vân với bài múa Người Mẹ Của Tôi. Chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn để lại những nỗi đau. Sự hồi sinh của đất nước hôm nay đã phải đổi bằng biết bao mất mát. Và trong đó có sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ. Họ đã hiến dâng tuổi thanh xuân và những người thân yêu nhất của mình cho quê. Vẫn đeo đằng trên đôi vai gầy của mẹ, trong đôi mắt đau đớn ngóng chờ con. Sự hy sinh lớn lao đó của những người mẹ Việt Nam đã trở thành tượng đài bất diệt trong trái tim của mỗi chúng ta. Thank you.
Kính thưa quý vị, đất nước Việt Nam, giải lụa chữ S mềm mại đã trải qua bao thăng trầm lịch sử. Thế hệ con cháu ngày nay, con rồng, cháu tiên luôn phát huy các truyền thống quý báu của ông cha ta. Dù ở đâu xa, vẫn nhớ về nguồn cội. Dù ở nơi nào, vẫn cần mẫn để cuộc sống luôn nở hoa. Tình yêu đơm hoa kết trái, mái nhà chung luôn đầy ắp tình người. Tất cả một lòng hướng về phía trước. Cánh chim hòa bình, xòe rộng đôi cánh, nâng cao ước mơ bay cao, bay xa, tự hào Việt Nam. Vâng, đó cũng chính là nội dung của màn ảo thuật do cô giáo Trần Thanh Hằng, số báo danh 07 đến từ trường tiểu học Bà Triệu thể hiện. Xin được nồng nhiệt chào đón cô giáo Trần Thanh Hằng. Khán giả
lần nữa chúng ta cùng một dành vũ trang một tay thật lớn để cảm ơn tiết mục vô cùng tuyệt vời của cô giáo Trần Thanh Hằng, số dành 07 đến từ trường tiểu học Ba Chiêu. Vâng, xin được cảm ơn cô giáo Trần Thanh Hằng đến từ trường Đọc Bà Triệu đã vừa mang đến hội thi một tiết mục vô cùng hấp dẫn. Và không biết nói gì hơn ngoài hai chữ thán phục. Phải nói là vô cùng thán phục các cô giáo của quận Hai Bà Trưng, rất tài năng. Và kính thưa quý vị, cô giáo viết chữ đẹp, cô giáo dự báo thời tiết là những biệt danh quen thuộc của cô giáo Nguyễn Lan Phương, số danh 09 đến từ trường Trung học cơ sở Đoàn Kết. Trên rất nhiều các trang báo mạng và báo viết, không chỉ nổi danh với 2 giải nhất toàn quốc, 6 giải nhất thành phố, MC thời tiết Đài Truyền hình Việt Nam, cô Lan Phương còn được biết tới với rất nhiều tài lẻ như múa hát, hội họa. Vừa qua, tiết mục múa do cô biên đạo đã mang giải nhất hội thi văn nghệ cấp thành phố về cho trường Trung học cơ sở Đoàn Kết. Và chúng ta hãy cùng xem những tài năng của cô qua vở kịch múa mang tên Trái Tim Thầy Cô. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thu vốn là một học sinh ngoan của lớp, nhưng từ khi mẹ Thu mất, Thu như một người khác. Cô giáo Lan Phương là cô giáo dạy văn ở lớp Thu. Tuy cô không được xinh đẹp nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Thu, Thu, sao giờ này con vẫn chưa về hả Thu? Thu, cô biết là từ khi mẹ con mất là một nỗi buồn lớn đối với con. Nhưng mẹ con sẽ như thế nào nếu thấy con thế này? Hãy để cô và các bạn trong lớp thay mẹ con chăm sóc cho con, được không Thu? Cô nghĩ cô là ai? Cô vừa xấu xí và chẳng tài năng gì. Cô định làm mẹ con á? Cô có bằng một phần của mẹ con không? Thu, cô biết là con đang mất bình tĩnh. Con hãy tĩnh tâm lại. Cô sẽ đợi con. Những lời của Thu có lẽ đã làm cô Phương tổn thương nhiều lắm. Thu gục mặt xuống bàn và ngủ thiếp đi. Trong mơ, Thu gặp một thiên thần. Chào Thu. Sao bạn biết tên mình? Mình không chỉ biết tên bạn, mà mình còn biết bạn vừa nói hộ với cô giáo bạn cơ. Bạn thật là ngốc. Cô ấy không xấu, mà cũng không phải là không có tài năng gì đâu. Thật đó? Thật chứ sao? Chúng ta hãy cùng xem nhá. Mỗi ngày tôi trộn một niềm vui, trộn những bông hoa và những nụ cười tôi nhặt cho trời. Mời em giữ lấy để mắt em cười từ lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đừng đến anh em, đừng đến bạn bè. Tôi đợi em về bàn chân quen qua thảm lá me vàng. Thank you.
thản nhiên phải không? Thôi, cứ ngồi đấy mà ngủ tiếp đi nhé. Mình phải đi đây. Bye bye. Cô giáo bước vào lớp, thầy Thu vẫn đang say sưa ngủ. Cô lay lay người Thu. Thu, Thu, sao giờ này con vẫn ở đây? Cô, lại đây cô bảo. Cô ấy, có phải là cô biết múa và biết đánh võ nữa đúng không cô? Cô có biết những từ đó đâu con? Con vừa ngủ mơ có phải không? Thu, cô xin lỗi. Cô biết là cô không được xinh đẹp. Cô cũng không biết múa. Cô cũng không biết hát. Không biết đánh võ. Như là các con mong ước. Cô chỉ biết đến tận khuya để chấm bài, sửa từng câu, sửa từng chữ cho các con. Cô cũng chỉ có biết lo lắng đến thót cả tim khi thấy có bạn ở trong lớp mình bị thương, bị đau. Con có biết thứ duy nhất mà cô có là tình yêu rất là lớn cho tất cả các con không mà tôi.